VFF thưởng số tiền khổng lồ cho mỗi bàn Olympic Việt Nam ghi được, cả Đông Nam Á phát thèm. Trước khi sang Trung Quốc tham dự ASEAN, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và anh Nguyễn Đăng Văn, người dũng cảm cứu hơn 10 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đêm 12, đã đến nơi đóng quân của Olympic Việt Nam sao hữu. Trong buổi nói chuyện, ông Đoàn Ngọc Hải đã trao thưởng cho Olympic Việt Nam là 100 triệu đồng trên một bàn thắng ghi được tại ASEAN. Nếu như đối với chiến thắng ở Á vận hội gần nhất diễn ra tại Indo 2018, Olympic Việt Nam khi đó đã có tất cả là 10 bàn thắng sau 7 trận thì sẽ hưởng 7 tỷ đồng. Tất nhiên, đó mới là con số ban đầu khi mà lọt tại vòng bán kết giống năm năm trước. Anh chắc chắn sẽ được có những phần thưởng và thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn cũng sẽ làm hơn được nhiều như vậy. Trở lại buổi gặp mặt, ông Hải cũng đã tặng riêng ông Hoàng Anh Tuấn một tấm huy chương đặc biệt của mình để động viên tinh thần. Cũng trong cuộc gặp gỡ, các thành viên đội tuyển Olympic đã ký áo thi đấu để ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải bán đá tiêu xá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ ủng hộ cho các gia đình nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini. Trao đổi về cuộc gặp gỡ, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi mà được tiếp đón những nhân vật đặc biệt. Đó là anh Đoàn Ngọc Hải và em Nguyễn Đăng Văn. Tôi, ban huấn luyện và các học trò luôn theo dõi vụ cháy thương tâm. Nhiều em cũng đã rơi nước mắt vì thương cảm. Tôi luôn dạy các em về lòng trắc ẩn và những khó khăn trước thương cảm với đồng bào." Trước đó, ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã đăng lên với tâm tư hy vọng người hâm mộ sẽ cùng đồng hành và ủng hộ đội tuyển Olympic Việt Nam giống như đã làm tại U23 Việt Nam Đông Nam Á 2023. Tâm thư có đoạn: "Thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải vô địch U23 Đông Nam Á vừa là niềm vui không chỉ cá nhân tôi, của ban huấn luyện mà còn là niềm vui chung của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Xin cảm ơn tới toàn bộ cầu thủ Việt Nam, ý chí, bản lĩnh. Và xin gửi lời cảm ơn tới đội ngũ ban huấn luyện và bộ phận phục vụ hỗ trợ nhiệt huyết cho chúng tôi có thành công ngày hôm nay. Và cũng không thể không quên nhắc tới đội ngũ báo chí truyền thông luôn theo sát và ủng hộ chúng tôi." Cũng phải nhìn thấy rằng ông Hoàng Anh Tuấn là một trong những người có duyên với đào tạo bóng đá trẻ. Ông có niềm đam mê trong công tác đào tạo trẻ, huấn luyện viên các đội tuyển trẻ quốc gia. Tại buổi lễ mừng công bố của nhà vô địch giải U23 Đông Nam Á thì ông cũng đã cho biết: "Tôi đang huấn luyện cầu thủ trẻ có trách nhiệm của tôi và tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất để cho ông Trư Xê có lựa chọn tốt nhất về mặt nhân sự." Thành công của U23 Việt Nam tại giải vô địch U23 Đông Nam Á vừa qua được biết đến là sử dụng chiến thuật việc biết người biết ta. Ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Khi xem U23 Indo, tôi thấy họ đá 3 trận với đội hình khác nhau. Họ đá trơn tru nhất với đội hình thắng U23 Thái Lan ở bán kết. Đây là trận đấu quan trọng của chúng tôi khi mà phải sử dụng đội hình với các cầu thủ tốt nhất. U23 Việt Nam cũng vậy, chúng tôi phải sử dụng 11 cầu thủ tốt nhất. Chúng tôi xác định không được chủ quan. Tôi biết thể trạng và thể lực của cầu thủ Indo sau bán kết với Thái Lan. Nhìn vào bảng danh sách đó thì họ đã có 7 cầu thủ dự bị, trong đó 2 thủ môn. Như vậy chỉ có 5 lựa chọn. Tôi nghĩ vài cầu thủ đá chính thì không thể duy trì một trạng thái tốt nhất. Tôi nghĩ chuẩn bị của Việt Nam thì không sai chút nào. Tôi động viên các cầu thủ cứ tiếp tục làm, nỗ lực thuộc về mình. Bàn thắng sẽ đến với thời gian. Cầu thủ của Việt Nam có vẻ là hơi căng, nhưng sau đó cũng đã giữ được một tinh thần thoải mái." Trước thêm Á vận hội lần thứ 19 diễn ra tại Hàng Châu, chiến lược gia Hoàng Anh Tuấn cũng đã bày tỏ: "Nhiều cầu thủ làm việc với tôi tầm 2 đến 3 năm, hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ. Có lẽ nếu không phải ông Hoàng Anh Tuấn cầm quân tham dự giải U23 châu Á khu vực thì vừa qua một số cũng đã phải ngồi ngoài, trong đó có Văn Chuẩn." Nhận xét về Văn Chuẩn, người phải chịu nhiều áp lực nhất trong quá trình thi đấu dài, thì ông Tuấn phân tích: "Thủ môn là một nửa của đội bóng, những sai lầm trước đó của Văn Chuẩn theo tôi là hơi bị cường điệu hóa. Lỗi của nhiều thủ môn khác thì cũng đã mắc phải. Ở cấp độ này thì chúng ta cần phải đặt niềm tin vào các cầu thủ, nhất là thủ môn, phải cho họ được cơ hội sửa sai. Văn Chuẩn là một thủ môn tiềm năng và nếu một trong hai trận đấu chơi không tốt thì tôi thay Văn Chuẩn. Chắc chắn cậu ấy sẽ không giành được danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất ở giải vô địch U23 châu Á năm vừa qua." Hiện tại, vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách 22 cầu thủ Olympic Việt Nam. Thực tế, ngay từ khi nhà cầm quân Khánh Hòa công bố, các chuyên gia và giới mộ điệu đều nhận định chung về một lực lượng tập hợp với nhiều cầu thủ dưới 20. Tính đến khi mà ông Tuấn chia tay Công Phương và Huy Hoàng, đội vẫn có tới 15 đến 16 cầu thủ 20 tuổi. Đồng nghĩa ngược lại chỉ 6 đến 7 gương mặt từ 20 tuổi trở lên, trong đó gương mặt ngoài 23 tuổi đó chính là Sĩ Huy, người gác nền thuộc biên chế của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Khi được hỏi về chất lượng đội hình, ông Tuấn cho biết: "Thật ra ASEAN 2023 các đội được đăng ký thi đấu cầu thủ thuộc lứa U24 để có thêm 3 cầu thủ quá tuổi nữa. Nếu được chọn thì tôi sẽ chọn tuyển mộ một số cầu thủ quốc gia trên 24 tuổi, thậm chí là Quế Ngọc Hải cũng đã được, nhưng cũng mong muốn chọn cầu thủ tốt nhất. Nhưng trong thời điểm hiện tại, mục tiêu định hướng của VFF là khác,
Thành tích thì ai cũng muốn, nhưng nhiệm vụ cốt lõi trong đợt này là chơi như thế nào và thực hiện đấu pháp ra sao. Từ đó chúng ta có những tính toán cho bóng đá Việt Nam và Việt Nam đang nằm ở đâu, trình độ như thế nào. Mục tiêu mà đội tuyển Olympic Việt Nam giao nhiệm vụ sắp tới đó chính là vượt qua vòng bảng. Song dựa theo lịch thi đấu, chúng ta có thể kỳ vọng vào tứ kết của giải. Trước đó tại vòng chung kết U23 châu Á thì Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Tuấn cũng đã vượt chỉ tiêu từ chỗ lọt vào chung kết và chúng ta đã bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trở lại năm 2016, ông Hoàng Anh Tuấn cũng đã cùng với U19 Việt Nam làm nên điều hủy diệt từ chỗ không được đánh giá cao ở vòng chung kết U19 châu Á 2016. Đội cũng đã vào đến bán kết của giải giành vé vòng chung kết U20 World Cup 2017. Tất nhiên kỳ vọng không có nghĩa là không nên so sánh thành tích của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN với chính đội tuyển Olympic Việt Nam 2018. Năm đó người dẫn dắt là ông Park Hang-seo với ba cầu thủ quá tuổi đó chính là Văn Quyết, Hùng Dũng và Anh Đức. Nếu như Olympic Việt Nam là tập hợp của cầu thủ với nhiều tài năng trẻ vừa giành được vị trí áo quân giải U23 châu Á như Quang Hải, Phan Hậu, Đình Trọng, Đức Huy, Công Phượng, đa phần là tuyển thủ quốc gia, thì ngược lại đội tuyển năm nay của chúng ta không có lực lượng quá là mạnh và cũng không có quá nhiều kinh nghiệm như là Thái Sơn, cầu thủ trẻ nhất V-League 2023 và Thanh Nhàn vừa phá lưới. Những Văn Khang hay là Nguyễn Hoàng, Vĩ Hào thì cũng thi đấu trong V-League nhưng không được ra sân cho câu lạc bộ chủ quản. Ngoài ra thì đội tuyển Olympic Việt Nam năm nay còn vắng 4 cầu thủ đó chính là Minh Quang, Văn Cường, Văn Trường và Văn Tùng. Theo quy định của ban tổ chức, các đội sẽ phải gửi danh sách sơ đồ 30 cầu thủ trước đến 4 tháng, sau đó rút gọn 24 người. Trong khi đó, tại giải Đông Nam Á vừa qua phát hiện ra Minh Quang và còn Văn Cường thì lại bị chấn thương. Quy định khác thường này đã khiến cho đội Olympic Việt Nam bị thiệt quân. Như vậy, đội tuyển Olympic Việt Nam năm nay thì vừa trẻ vừa không tập hợp được đầy đủ các tài năng, vừa không có được một sự bổ sung chất lượng của 3 cầu thủ ngoài 24 tuổi thì chúng ta rất khó để đòi hỏi thành tích trong lần hội quân lần này.